Chú chào con. Tôi chú là cũng đang xây dựng một cái nhà nghỉ, dạ, tương đối dạ. là để ổn định về vấn đề trang trí nội thất mà, nhưng mà dạ. đi qua đây thì thấy là hòn tuấn đã nổi bật rồi, dạ, cho dạ. nên chú quay ra đây thì tình cờ là cũng gặp con, là con của anh Hòn Tuấn ở Phan Rang, dạ, dạ. Thì chú cũng mong muốn là để con tư vấn cho cái gặp mà ốp cho cái cầu thang, dạ, cầu thang, con nói rõ đó cho chú. Cô xin phép thì bây giờ trước mắt là để ngày xưa giờ là đa số khách sử dụng cầu thang là sử dụng bằng đá hoa cương, thì cái đá hoa cương của nó là đá tự nhiên, nó chỉ ra và nó mài bóng thôi. Thì vấn đề mà cái độ nén và cái độ chịu lực của nó thì so với cái hàng hiện giờ gọi là đá, đây là gọi là đá, nó là đá bóng kiến, nó là đá bóng kiến. Đá bóng kiến như là bề mặt của nó là phủ lớp bóng kiến tạo độ bóng. Thì cái về chất liệu về vấn đề xương á, thì thằng này nó là xương cục đá, xương cục đá thì nó dùng công nghệ của đá nó ép. Thì cái độ chịu lực của nó tới là 4.000 tấn trên 1 mét vuông. Thì cái độ chịu lực của nó là một đá nó ép nên cái độ chịu lực của nó rất là cứng, và rất là cứng so với đá hoa cương gấp mấy chục lần đó. Thì vẫn nói vấn đề về chi tiết mà để mà so mà về vấn đề mà độ cứng hay là vấn đề về mà chi tiết về cái công nghệ gạch đó, thì nó đi sâu vô thì nó rất là nhiều. Nhưng mà ở đây nói chung chung á, là khi mà của chú thì dùng vấn đề mà cầu thang, chú có thể nên dùng đá này. Đá này thì cái ưu điểm của nó, thứ nhất vấn đề về cái độ cứng của nó thì nó xịn cứng hơn đá hoa cương. Và vấn đề thứ hai nữa, ưu điểm thứ hai của nó nữa là cái bề mặt của nó sẽ có nhiều cái họa tiết hơn. Ví dụ nó có thể là giả cái vân đá mắc bồ đó, đây là những cái vân đá mắc bồ nè, nó sẽ giả được những cái vân đá mắc bồ. Và công nghệ in, có công nghệ in vân sắc nét của nó, đó, công nghệ in vân HD, in vân sắc nét đó. Công nghệ nó in thì nó sẽ làm cho mình có cảm giác viên gạch như là viên gạch tự nhiên, rất là tự nhiên. Nhưng mà nó, và cái ưu điểm thứ hai của nó là vấn đề về độ bóng, nó sẽ bóng hơn đá hoa cương. Vì đây là nó phủ một lớp bóng kiến nè, bóc còn phần này đó. Và vấn đề thứ ba nữa, ưu điểm của nó là nó chống thấm, chống thấm bằng đá hoa cương, tại vì nó có một phủ một lớp đá bóng kiến, đây là nó chống thấm này. Thì cái thêm một cái ưu điểm nữa gọi là quan trọng nhất là vấn đề về giá cả. Thì hiện giờ cái này đó giá cả nó rất là đa dạng, nhưng mà trung quy của nó là so với cái đá mà hoa cương đó, thì giá của nó có thể rẻ hơn một nửa, và có cái rẻ hơn thì nó dựa vào nhiều cái quy cách. Thì ở đây là qua sự giới thiệu thì ở đây con cũng mong muốn là giới thiệu chú những cái dòng đá này để chú lót được cái nền, cho nên cái nền cầu thang nó ok hơn. Vậy là cái độ nén của cái đá này nó ổn định, thì cái nó cứng nó chỉ cần gọi là cường lực á, gọi là cứng. Còn cái mà đá của chú nói là thường nó dòng là hoa cương thôi con. Dạ, cái đó nó gọi là đá tự nhiên. Đá tự nhiên thì nó chỉ có chỉ ra là nó mài bóng thôi. Chứ nó không qua một công nghệ gì gọi là xử lý về vấn đề bột đá.
Còn đây là nó dùng bột đá nó ép, nó xử lý qua công nghệ. Nó tráng men, tráng gương, nó tạo độ bóng và nó tạo độ nén, thì nó tạo độ cứng luôn. Thì tuy rằng là cái độ dày của nó là một phân nhưng mà độ cứng của nó so với đá hoa cương nó rất là cứng nhiều. Cho nên chú có thể sử dụng trong vấn đề dùng cái cầu thang là tuyệt vời. Hoặc là có thể dùng ốp mặt tiền. Mặt tiền. Đó, chú thì chú cũng đang ngại là tại vì trước kia là chú cũng làm là có cái cầu thang là đá kia đó. Yeah. Đá đen thì nói chung là nó sẽ gối ra là coi như là khoảng 3 phân. Thí dụ mình làm cái bước chân đi có 18 thôi nhưng mà nó ra được 21. Và cái độ dày cao của nó hơn 1 cm mà. Đúng rồi, nếu mà đá hoa cương thì giờ độ dày nó có nhiều loại lắm, có thể là nó dày hơn 1 cm, hơn có thể 2 cm, có thể hơn 3 cm. Đó. Thì theo cái quy cách đá mình đặt. Đúng rồi. Còn cái đá này thì nó chuẩn, nó đa số là từ 1 phân, nhưng mà cũng có những cái dòng nó lên tới 1 phân 2. Nhưng mà cái quy trình mà cái công nghệ, quy trình mà độ nén của nó thì với cái độ dày như vậy nó có thể chịu lực rất là nhiều. Cho nên chú có thoải mái sử dụng trong vấn đề về cầu thang. Cái đó là chú để về lại xem thử cái tình hình. Ở đây thì có nhiều loại lắm, nhiều bóng, nhiều mờ. Đúng rồi. Mờ này đó. Để mình tạo cái cảm giác riêng đó. Đây coi như một lô hàng nó luôn nằm đây luôn ha con. Dạ. Thì cái này thì nó rất là đa dạng về kích thước. Nhưng mà cái chuẩn của nó là nó thường là 60 1.2, 60 1.2, 80 1.6, 75 1.5. Ở đây cũng có những cái gạch thẳm cũng là đá này nhưng mà nó là họ tiết nó là văn gỗ. Bây giờ người ta cũng chuộng rồi đó. Dạ. Cái này thì cái văn gỗ này thì chú yên tâm, nó không có bay màu, nó không có mài mòn. Dạ. Được, qua đây là con tư vấn như vậy là chú yên tâm. Có gì để cô chú về xem lại cái cỡ kích và cái cách làm của ông thầu như thế nào. Dạ, rồi cảm ơn chú. Cái gì chú cứ liên hệ cái gì với tôi tư vấn á, cái gì để cái trường hợp mà cần mà có thể là biết cái quy trình mà để làm cầu thang thì có thể liên hệ gặp con, thì có gì tư vấn trong đề bên thầu bên họ. Chú cảm ơn con nha. Dạ, rồi cảm ơn chú. Cảm ơn con. Em màu trắng này là đậm hả? Trời ơi, nó nhạt lắm. Cái này mới là đậm này. Mà cô chú ớt cái toilet á, phải dùng màu đậm đồ nó... Không, thì cô cho này xíu toilet rồi này. Toilet rồi này. Toilet. Tức là cô chọn toilet của cái tầng 1 nè. Dạ rồi. Đó, là cái này cô cho nó dưới nè. Cái này nó đang bị ngược, cái này cô cho nó dưới, cái này trên. Nếu như vậy á, thì bây giờ cô đi thằng này. Cô đi thằng này, cô đi lên bao nhiêu, một mấy mấy cái quyền đúng không? Đúng không? Cái này gần, nếu gì là cái này cô đi được. Xuân về con thuyền, đường rực hoa, phố ngập ngắn vàng, gió nổ mát, mang vì nồng mũi biển, sao xuyến lòng, sông hôn cát đồi dương, về con thuyền, mắt nó mau vô thì, rồng cả ti, xanh ngát níu chân mây. Lâu ông hoàng buồn tâm.
người.